ครับผมนี่อุ้ยก้อนไหนต่ออะก้อนสดมาเดี๋ยวก่อนgiòn đấy, giòn đấy. Chiến em nói chứ. Em mà giòn tan này ngọc. Ăn thịt mà giòn tan. Không tan mà. Lá mát gan gia truyền dân tộc Mường, công dụng mát gan, mát thận, chuyên trị viêm gan B, viêm gan C, vàng mắt, vàng da, dị ứng nổi mày đay do gan yếu, đánh bay mụn nhọt, nhiệt miệng, mỡ máu, mỡ gan, men gan cao, đặc biệt là không có tác dụng phụ. Mọi người, trẻ nhỏ, người già đều có thể sử dụng được, uống thay nước lọc hàng ngày. Liên hệ Zalo 0585898688. Em có để hướng dẫn sử dụng đằng sau, mọi người có thể alo trực tiếp để tư vấn ạ. Hello mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đi lượn đồng thì lại gặp một chỗ, không phải một chỗ mà rất là nhiều chỗ có chuột nó chạy loang quang hết. Cái khu vực này chạy loang quang hết. Và mình còn vừa mới thấy cái bãi này nhá, cứt chuột khá là nhiều. Thế nên là mình đã về chuẩn bị đồ đạc. Không biết là có hốt được con chuột nào trong này không. Nhưng mà kiểu gì chả được đôi ba con. Tại vì mùa này là thu hoạch hết xung quanh mọi người. Những cái chỗ nào mà kiểu là có gò hay là có đống ấy thì chuột rất hay trú. Chắc chắn trong trong này có luôn là. Tại có vì là rất nhiều cứt luôn. 2-3 con. Tại vì cứ cái đống nào ở đây quanh khu vực này tí nữa mình lại đi bới tiếp. Cứ có đống nào là sẽ có chuột ở đấy. Nhưng mà mình sẽ chơi một bài ăn chắc. Đấy là quây. Đóng cọc xung quanh như là đây. Làm bánh mì tây à? Đấy, đóng cọc xung quanh. Tí nữa sẽ cho hai con chó canh hai bờ mương. Xôm đâu rồi, xôm. Chó hồ phải cho xôm. Mình sẽ quay kín cái khu này nhá. Quay kín cái khu này. Đâu. Đây này. Đấy nhá. Đấy thôi, hẹp thôi. Không đủ cây đâu, không đủ túi đâu. Lưới túi này chỉ mấy mét thôi, hẹp vào. Đây nhá. Mà hẹp nó còn có chuột còn dễ bắt đi. Đấy. Quay nó lại. Đấy, bên dưới tí phải đắp đất chưa anh? Chả đắp đất. Cái đây mà cũng vậy rồi. Một cách bắt chuột gọi là cơ bản nhất. Tí nữa bỏ ra không có con nào. Thì mình lại đi bãi khác. Nói chung là thành công hay thất bại là do số trời. May mắn hết. May mắn thường đến với những người chịu khó. Tặng mì tốt nhất này. Hả? Có tặng, nhiều tặng. Có gì có. Ui, tặng, có cứt mấy kia. Lường nó đi nhớ sân bay luôn. Kệ nó. Sân bay đất, gò sống. Ha. Kích khủng luôn, nhiều tạng lắm mọi người ạ. Nó cắn nát hết một cái luồng mà cây cỏ ấy. Những cả cây lúa non ấy. Ở đây là cái ốc bội thu ấy. Ui cái đầu này chính là phải chặn cẩn thận này. Hả? Đầu này. Nói cho hai chó canh mà lại. Chó đạp thì chó hổ. Cả chó xồm nữa. Cả chó xồm nữa. Đang lấy đất ra. Bịt ở dưới kia đi. Đây. Ở dưới đi. Còn đâu? Lấy đất. Lấy đất. Đắp ở dưới này. Sẽ lấy đất ở xung quanh đây. Bịt lại nha. Ui cái đất này này. Thuộc ở đây là ăn chắc luôn. Hả? Tạ.
chứ không đắp đất lại, đắp đất lại cho nó dồn vào trong ấy. Nó mất chút. Ôi mà quên đã nghe đắp này trong ấy. Ô, xin người người em có con gì chưa? Ok nha mọi người nhá. Bây giờ thằng từ từ. Một thằng thằng Dũng sang bên ngách này. Đấy. Đấy. À, đó, xôn vào rồi, xôn vào rồi. Rồi. Anh em người cùng đi. À, Dũng sang ngách này nhá, hổ canh đấy nhá. Cái gì hổ to vậy nhá. Không, hổ em bên này đi bên này nó có ngách đấy em canh nhá. Ờ. Bên này nó dây dạ đây lắm. Không phải đi xô. Cháu nó ở khắp trong người đây này. Cháu hổ là chó đây là chỉ biết sủa này không biết cắn. Xô, xịt nó đây, xô, bắt. Có đạt thời gian vừa sủa vừa cắn là cơm luôn. Vừa cắn vừa vô hổ chứ. Ui, cháu này mới như khả năng không có. Mình chỉ cắn được những con bé bé thôi, những con to là ấy à. Uầy, có cút này. Cẩn thận nhé, cẩn thận nó vượt biên nhá. Cháu nó vượt biên nhá. Để em cầm chiếc có gì con vả phát vào mồm. Ôi chết. Chết nó khó bắt lông. Vô. Bắt sống về luộc mới đẳng cấp. Hôm nay mà bắt được chuột mình sẽ làm cho anh em ăn thử cái món chuột nướng lu. Ở trong miền Nam 70.000 một con. Xôm ấy. Xôm ngoài đuôi ấy. Có hàng rồi. Xôm này rất thính người chuột nhá mọi người nhá. Nhìn con này nó hơi ăn tàng quá hại thôi, nhưng mà ở nhà bắt chuột ác quyết đấy. Con này chỉ có bắt chuột gọi là bia thôi, chuột nhà thôi. Dạ, ra đồng mấy buổi bắt được mấy con thử như chó chết. Nếu mà mình quay này rồi chỉ sợ nó cắn chết đấy. Cắn chết còn tốt sao. À có đấy, nó xịt rồi. Có không? Nghe hăng hái lắm. Có không mày? Hỏi nó xem nào. Lắc lắc ấy, như anh nhận hiểu tiếng thôi. Nhỉ? Cái này chó này hiểu tiếng nhau chứ. Chuột nó khó ra lắm. Cứ bốc đi. Không mời ông thấy như ngày trước à? Rậm mãi. Ơi à. Bới rồi. Được, con chó này được. Có chuột đấy. Bao nhiêu cứt kìa. Chuột đó. Có kia thôi. Đánh cẩn thận nhá. Vâng. Làm sạch đánh cẩn thận. Vô biết rồi. Cái chú nào mà chết con đấy mà. Mỗi chuột là con này. Ôi, 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 Kê đó. Xôm đẳng cấp luôn. Xôm vui lắm. Ôi, đây. Cánh người này trúng nắng rồi. Có chuột. Tinh rồi đấy. Bé quá. Con bé tí tí này hả? Đấy, cho vào đây. Bé này, chỉ về để làm bẫy rắn thôi. Thì hết. Con này. Có chó bắt mèo ăn cứt. Ê, con này sao ấy, xong rồi. Từ, hết sức bình tĩnh. Thế thì lấy một tí một ra thôi. Đúng rồi, cẩn thận nha. Nó nhảy xuống nước này còn dễ bắt, nó mà nhảy qua đường là mất ăn đấy. Xong. Thế, đặt đấy đi, anh Dình rồi. Nó xuồng sang bên đường mà đứng ngủ. Đúng rồi. Anh khiển cho nó ra đi. Có đấy. Nhìn này, giúp rồi. Có đấy. Thằng lắm. Ở đây, đây có con này cứ. Đâu. Con đi to. Béo luôn. Úi trời ơi.
Anh em đi này. Sẵn nhặt. Đấy. Chân lút. Quay lại đi, không nó đi. Đấy. Có bờ mương này là lợi thế. Xuống nước này chắc chắn là mất luôn. Nhìn tạo đi. Chắc chắn là không thoát được. Từ thôi. Từ thôi nhá. Khéo nhá. Cho nó nhảy xuống mương càng dễ bắt. Anh xây rồi. Làm từng tí một. Ấy. Ấy. Bơi lên. Đây. Về đây không còn này. Xong đuổi theo. Ôi, giật mình cứ tưởng đấy là. Đấy là ta bắt được rồi. Tao bên kia. Tí một thôi. Đã có là mình rất là nhiều. Con đang nó phọt hết đấy. Ôi, con có một con. Từ có một con giúp ở chỗ đầu con sồm ấy. Ôi, trời ơi, nhiều lắm. Ôi, đây. Từ từ, xuống nước. Một con xuống nước. Ôi, nó bơi như vận động viên này. Đây. Từ thôi. Cho con đi. Mẹ con sồn chạy rách. Kìa. Ôi, thằng đả, thằng hổ. Thằng hổ kém đấy nhờ. Ai, con chó đạt. Con chó đạt vẫn vô được. Ôi, đây, con được. Con này cứ luồn xuống. Ai là con chó đạt bắt được con to. Mày không bắt được con to. Đây. Từ. Còn không? Còn đấy. Ba bốn con. Nhiều đấy nhỉ. Từ. Một con này nhỉ. Chạy lên lại chạy xuống rồi. Nhanh lên. Con cắn. Nhảy được nước. Lại xuống nước lại chết rồi. Đây giúp con. Đây. Ui, bơi như vận động viên này. Ấy. Ngắm á. Ấy. Cắn em tao. Mấy ông tóc tay với chút có tí. Đấy gọi là sự ngu dốt. Chèn lại chỗ đấy lại. Anh xuống đây thôi. Xuống vào trong kia. Mẹ, ông xuống ông vồ vậy. Kia. Đâu. Vô xuống, bắt nó. Bơi đây. Cắn đi. Đấy, bắt đi, ông bắt đi. Đâu rồi? Đây này. Con trồn này ngu. Bắt đây. Thôi, con lỗ trùng ơi. Con trồn này ngu quá. Bồ vương ngu rồi đấy. Bắt tay. Đấy. Nó quay lỏ. Ấy. Đùa. Nó tự quay. Đây, tao thấy một con. Đâu. Ấy. Nào, sồm im. Ôi, con này to. À, con sồm bắt được con. Con ơi. Nát. Đừng cắn. Ôi, đâu. Cắn vào tao, hai con đặt đâu rồi. Đây. Nào, con sồm thôi. Ôi. Hai con nữa hả? Một con nó chạy vào đây rồi. Từ. Các người đến đây. Rồi, con sồm cắn vào tay ấy. Kính lắm, sồm ra ngoài đi sồm ơi. Ra được mấy tông canh à? Thả đâu, à. Ai ra? Đây, con ơi. Bố, kia. Ui, con sồm. Ôi thôi, mục mẹ rồi, ra ngoài rồi. Bắt đi đó. Đạp cho săn. Đây, nào. Ôi giời, hả mày thế. Vâng, đạp cho săn vẫn không. Thoát làm sao không, không thể thoát được tay đạp cho săn. Nào vào đây. Tự dưng bị cắn bắt chùn luôn. Ôi, kìa. Hai con. Bạn này hai con này. Ôi, kìa. Ôi, chạy bắt thôi. Ui, nhiều quá. Cái kia này. Đây con nữa đây này. Đâu. Đây. Ôi, tuột đuôi. Đây. Đây rồi. Chết. Tuột đuôi. Có con nó trúc ở trong này tướng nào ấy nhỉ? Nó lọt ra đấy, còn đây anh Cười. Chỉ biết sủa thôi nhỉ. Kéo nhá. Ôi đây. Đây. Có mà. Đây. Đó.
nó chạy trong tạng này. Ấy, 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 vận động viên à, ấy, bơi, ấy, bơi, ấy, bơi. Nào nhanh lên, mất. Mất thế nào được, mà mất. Đấy rồi, chụp con đấy. Chưa? Ui. Ai. Hơn chụp con. Chân chạy vào trong rồi. Đâu? Chân trong đấy rồi. Ngoài sao chứ? Ngoài. Chết. Ôi to to. Bắt lấy. Mày có sổ. Sổ vô, đấy, đấy. Đây. Đây. Đang hổ bắt được con kìa. Đâu rồi? Đó. Con đi xuống đúng không ạ? Ừ. Trong con không? Ảo thật đấy. Muốn làm im ấy. Con này phải 18 cân đấy. Mày à. Ôi. Thế là nó ở hơn chục con này. Bơi 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 hết ra đi nó giúp trong ấy kìa. Chục con nữa. Ê. À. Con này khá. Chạy đâu cho hết nắng. À, nó kỳ lắm. Xem dọc mép, xem dọc mép không? Đấy, cách bắt chuột hiệu quả mà không tốn sức dần. Rồi anh em mình sẽ đi tìm bãi nữa. Cứ có ổ, à cái gì gọi là gì nhỉ? Đống rác là có chuột. Mùa này nó thế mà. Còn không? Hết rồi. Đây. Các người đồng bên kia cũng nhiều cây ngô kìa anh ơi. Ờ, ok. Rơ đi, rơ cây đi. Di chuyển sang chỗ khác nha anh em nhé. Hết chưa? Hết rồi anh ạ, hết rồi anh ạ. Nóng quá. Thành phẩm của anh em mình đây. Đấy. Thơm phung phước. Đây, ui con này béo ấy. Chẳng bao luôn mọi người ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ làm một món đặc biệt nhá. Anh em mình định đi bắt thêm nữa nhưng mà mỏi quá mới lại trưa rồi. Về mình sẽ làm món đặc biệt đó là chuột nướng lu. Nướng lu nhá. Ok đấy mọi người nhá. Mình đã ướp ở đằng trong bụng sơ rồi. Bây giờ mình sẽ làm theo kiểu gì nhỉ? Tiền Tây. Ở đấy, theo kiểu làm sao cho da nó giòn đấy. Và đầu tiên là phải tắm cho nó bằng nước đặc biệt. À. Tắm như tắm lợn luôn này. Tắm như tắm lợn luôn. Có phải xăm lỗ không? Không. Tắm như tắm lợn. Anh đưa đây em tắm. Từ. Cái cắt này để khô. Đó là. Đưa. À, móc xem nó lên cho nó khô đã. Rồi. Uốn đi. Yeah. Sống lấy làm gì? Đùa. Ây da, giải hết. Từ. Ui dồi. Rồi, hồ treo cây sao cho nó khô. Cho nó khô cái da nó xong bắt đầu mình nướng cơ. Hiểu không? Hiểu đi em. Thì ông định đi cái cơ bể này. Ờ, mình thích bể thế. Đấy. Mình nhầm. Ui, con này ui béo ấy. Ui, mỡ nó này. Kinh khủng khiếp luôn. Cho lên cây để khoảng 15 phút cho nó khô cái da mặt thì mình mới bắt đầu cho vào lu để nướng nhá. À, hôm nay là làm quy trình chuẩn đét như kiểu là quay vịt với cả quay lợn luôn mọi người ạ.
tắm chuột. Xem nó có ruột không. Sau khi mà ruột nó khô rồi nhá, nó khô rồi, bây giờ sẽ bắt đầu cho vào. Lò nướng. Đây, lấy đi, đây thấp quá không nhỉ? Không thấp đâu anh. Kia nó cao. Nhìn con này này, trắng hiếu nhăn tím. Đấy, cho nó bằng nhau vào, bằng nhau á. Đây, anh chỉnh. Con này hơi cao đấy. Cao à? Anh ơi, con này ngập mỡ này. Từ từ. Mình lấy cái gì cắt vào cái đuôi nó đi. Kéo. Đấy. Anh kia mượn cái kéo. Để em làm gì? Cắt đây lỗi sầu. Em còn lỗi sầu. Kéo sáng nay mới mua xong. Sao như kiểu lợn quay lu nhỉ? À, lợn mấy con lợn mini. Vòng quanh nhau rồi anh bắt cây chéo chéo nữa. Bắt cây chéo là gì? Bắt cây ngang á, đủ đấy chứ. Không phải, nóng đấy. Để nó tiệt thêm. Rồi, tuyệt vời không? Con này hơi thấp này, cho cao lên. Rồi, tuyệt vời. Chỉ thế này thôi. Tí nữa xem thành quả thế nào nhé mọi người nhá. Kiểm tra xem tình hình chuột sau 20 phút thế nào nhé mọi người nhá. Ôi. Bắt đầu lên màu vàng đẹp rồi mọi người ạ. Ui, mỡ xèo xèo. Ui. xèo luôn này. Ui. Trời, đỏ nhờ. Thiếu lửa. Tí nữa lại thiếu lửa. Ok. Độ nóng hơi kém đâu. Mọi người có nghe thấy cái tiếng gì không? Thấy tiếng mỡ chuột nó chảy xèo 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 nhá. Đấy, mình sẽ kiểm tra xem cái chuột của mình ok không nhá. Hy vọng là nó sẽ không bị cháy. Ui. Vàng ngon lắm rồi. Gần được rồi nhá mọi người nhá. Gần được rồi. Chỉ khoảng tầm 10 phút nữa thôi. Mình phải che 4 cái tấm bờ lô lại để 3 tấm bờ lô lại để cho nó bị đỡ bị gió tạt, tập trung hơi nóng lên trên cái lu này. Đến giờ quy hàng nhá. Mọi người bảo là tình hình nó sẽ thế nào. Ơi. Cháy mẹ rồi. Cháy à? Không. Ôi giời ơi, ngon. Đẹp nhá. Ui giời ơi. Ui giời. Ngon chưa, ngon chưa? Không tròn rụm đâu. Hả? Hay là phải nướng thêm nhỉ? Không biết người ta làm được gì. Cái này là chín rồi này, chắc chắn là chín rồi. Ngon rồi luôn đấy. Ý, con này này, đẳng cấp. Nhìn như quả là con rơi, con sóc bay này, bề à. Mình để mình thử xem nó ok không nhá. Nếu mà không ok mình sẽ cho ra than để nướng lửa thêm. Nóng lắm, nóng. Ui. Bắp lắm. Cắn luôn. Kéo anh ạ. Ok không? Dài lắm cái dài ấy. Em thử xem ok không. Ừ. Ngon không?
bây giờ thiếu một tí lửa, bây giờ cho ra vỉ nướng một bát nữa cái da phần da nó là ngon luôn. Đã tháo ra tạt thật. Tiếp tục sẽ bỏ cái này đi, sẽ nướng sát lửa nhé mọi người nhá. Nào cho ra, mở ra. Ngon đấy mọi người ạ. Hơi ngấy. Tại mình dọc mỡ. Hơi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ạ. Nướng nu nó bị khô mất cái da nó. Giòn nó chả giòn mà nó dai nó chả dai. Nó nhèo nhèo. Thế nên là quyết định là nướng ra hai nhá. Anh em mình sẽ nướng được thàn nữa. Nói chung là chuột nướng vẫn là đỉnh cao nhất. Không phải nu liếc gì cả. Tại vì anh em mình không biết nướng nu nữa. Chưa chưa. Anh em mình không biết nướng nu, chứ nếu mà biết là cũng chắc hẳn là nó là ngon đấy. Chứ bảo là nướng nu không ngon là sai lầm đấy. Nhanh 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 nhanh. Nướng một lượt rất là nhanh nhá. Ôi kìa con này chưa được. Con này chắc được. Nhâm ơi. Ừ. Gọi bạn Nhâm đi. Ấy, bạn Nhâm ơi. Đây được này. Xuống đây bạn đi. Ui chết rồi. Ôi trời ơi. Sao? Ấy. Con chỉ như này là được à? Anh ơi, em thấy mấy con nó cứ cuối ra nó cuối đùi là sao nhỉ? Đây này, những con như này này. Đấy, dọn giúp luôn. Rồi, dọn dọn ra đi. Náo tăng lên. Tao vừa mới lật con này để đấy. Thôi đang mày tránh ra. Ôi chạy 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 anh ơi. Ôi can của anh đâu? Ôi chạy mất một con rồi. Ôi. Mà lấy cái can của tớ đấy. Cái gì? Cái can ở trong tủ. Được rồi nhá, chạy. À, được không? À. Lên lên lên. U già. U cha ta. Đâu rồi? Nguyên đâu? Nhâm đâu? Ra hết đây. Thưởng thức thử món chuột nướng lu. Được một chuột nướng lu hai lửa bạn ạ. Sao hai lửa? Một lửa lu một lửa đấy. Một lửa thổi ạ. Một lửa thổi. Một lửa lu ôi lửa nóng thế. Hả? Cắt đi bạn ạ. Đây. Đây các bạn con béo nhá. To ấy, thế con này to. Đi đây. Không. Đăng lên là tư bỏ rồi. Bỏ đi làm người đúng rồi chị ạ. Mau đây, test trước đi xem nào. Xem cái món chuột này thế nào. Ăn kèm với chuột là anh em mình có khế hồng chuối đứng ấy. Ui còn đầy béo. Ngại đi à, nhận trọng trách thử trước để ngại chết. Ủa ghê. Xem nó khác nướng thường không? Nướng lu này nó vẫn đây hơn. Ui nó bở mất thịt. Ê em thấy da giòn tan luôn mà. Da giòn á? Nó bị rơi thịt với cả da ra mọi người ạ. Mới đây là mọi người nhá. Da ngon hơn. Da ngon hơn á. Thử da xem nó mau đi. Rồi. Phần da nó này. Ui. Nó hơi bị bở. Cầm cái da nó. Đấy, gặm luôn. Ui. Cái này hấp dẫn này mọi người. Ui da. Ngon giòn rồi. Giòn đấy. Để em thử đi. Căn bản là tại cái lúc mình nướng lu nó chưa đủ nhiệt đấy. Thế nên là da nó chưa giòn. Anh em mình cho ra ngoài lò nướng, bếp nướng nướng tiếp. Nó giòn nào. Nào. Mời tất cả mọi người nhá, mời anh em nhá. Thôi em không muốn đâu. Đấy. Béo hú luôn này mọi người. Giòn xuống. Đấy. Đẳng cấp. Mình hun khói mình quay lu không chành thì mình nướng nó vẫn giòn bình thường. Đấy. Không nướng bình thường là không giòn như này đâu. Nhưng mà nướng lu trước là nó kiểu nó khô cái da đi xào ấy, giòn lắm. Chén đi bạn. Chúng bọn chuột nướng này có một cái ngon mà. Gan. Đấy, nhiều người thích ăn gan mà. Mà đấy, đấy cho bạn gan. Gan được cả. Sống là thích mình
mình để lửa nhỏ quá nó cái thịt nó bị mềm đi, nó hỏng mất. Cứ nướng chuột thì mà một tiếng mới chín thì hơi sai sách. Béo chưa? Mỗi nè. Ngậy ngậy. Ngon. Món chuột nướng ấy, anh em mình đang khoái nhất là món gan này mới cả. Cái cả của nó ấy, úi giời, trồng hết luôn. Nhưng mà hôm nay ăn da ngon nhỉ? Nhà của kiểu này, món da nó giòn tan rồi ạ. Anh để cả phần rồi. Ngon. Dâu diệt, lông lá tung lu. Nước vô cái gì đây? Mồm, em ăn đẹp thế. Hai má lún đồng tiền nhé. Ba má lún đồng tiền à. Cần cười la. Chiến em nói chứ. Em mà giòn tan anh ạ. Ăn thịt mà giòn tan. Không tan mà. Ăn đi. Khuyết, khuyết nhất nằm đi. Anh em ơi. Cắn miếng thịt nó vui. Giòn tan à? Anh em 18 có chấp nhận được thánh mõm này không? 18 máy đỉnh thì có chấp nhận đấy. Đi đâu đừng bảo nhưng, em 18 nhé. Nhưng mà ngọt quá rồi. Em 18 tuổi thôi đừng bảo em từ 18 ngại lắm. Nói toát lên phiên để chi. Em 18 tuổi đến từ mảnh đất 18. Nướng kiểu này bị ngấy nhỉ? Ngấy à? Nó không ngon bằng nướng trực tiếp lửa. Nhưng mà do mình không chắc không biết nướng rồi lu, tại vì lu mình không đủ nhiệt. Đủ nhiệt mà nó chín luôn đấy nhỉ? Đủ nhiệt để chín luôn được đấy. Bắn mỡ của nó. Tại vì mỡ nó không chảy được mà nó nóng. Nó nóng lại là nó lại chảy nước ra. Thế nên là nó bở con chuột đi. Nó bở con chuột đi. Thịt nó bị bở ấy. Mất ngon. Đúng không? Của không ngon, đông con vẫn hết. Chiến quả này nhìn mỡ này. Ui. Làm miếng của anh em. À. Ngon vậy nhỉ? Béo ấy. Ui dồi ôi. Ngậy lắm mọi người. Bùa anh đẻ phát hết đứa con đấy này. Đúng quá. Ăn cắn mắt cái này ngập mồm mỡ này. Nhưng con này ngập mồm mỡ để cho thánh nổ. Thánh nổ xem giòn không nhá? Chắc là không giòn đâu. Ui. Không quá. Đi đi cứ cười. Nóng không biết thổi à? Giòn tan này, giòn tan ngon. Sao lại mặn? Đâu là muối? Mặn đi lại cắn lên tí thịt nữa là nó hòa kia vào. Giòn tan, giòn tan. Mỡ giòn tan. Chán. Cắn miếng thịt. Nào anh em mình sẽ đi quay chuột, hun chuột bằng xe máy như mấy cái link trên mạng xem nó có ra được không nhá mọi người. Em thấy người ta ngủ hai cái chỗ hai bên, người ta đi người ta đuổi. Người ta phóng ấy. Đấy là bắt châu chấu không à? Thế là... Ông biết cái gì thì ông nói ông phẹt. Anh người ta chế ra cái xa lanh để hun khói rồi. Ồ. Làm khói luôn. Lại được bảo. Không, không xa lanh. Anh biết cái đấy. Ông thổi. Anh biết cái đấy, đấy là ống xịt khói của bọn nó, xa lanh. Đúng rồi, cái xa lanh luôn. Ừ, cái ống rồi. Nhà bây giờ toàn trạng được phẹt. Dùng thân nó bắt rồi. Hôm qua em mới xem không? Nhà em lâu rồi.
cho dơ vào cái ống đấy. Thôi rồi, xong rồi nó tẩy vào. Làm mà dịp đấy khói ra. Rồi, clip này mình xin phép kết thúc tại đây này. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh YouTube bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.